Anh em nha, xin chào tất cả anh em và mọi người nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình em ạ. Lại là mình Long Tít 789 đây em nha. Thì hôm nay lại vào con game gọi là Thiên Đường Chơi để gọi là kiếm tí rau tí bún em ạ. Cùng với đấy thì hôm nay cũng muốn lên video clip này để mà chia sẻ với anh em một cái phương pháp chơi chuẩn chỉ nhất hiện nay em nha. Thì em có thể gọi là tham khảo cho mình. Cùng với đấy thì em sẽ chờ đợi xem là ngày hôm nay thì mình sẽ lụng lúa được bao nhiêu mét, xem là nó có rực rỡ và nó có uy tín ở trên con Thiên Đường Trò Chơi này không em nhá. Tiếng đầu tiên thì mình là cái 3:30 anh em ạ, thì em cùng chờ đợi xem là phát súng đầu tiên của ngày hôm nay của chúng ta xem là nó có rực rỡ và nó có uy tín không em nhá. Còn mình thì lúc nào cũng thế thôi, khá là tự tin là những cái tiếng đầu tiên này là mình có thể gọi là được lụng kèo cũng như là có thể bú được rồi, thì em cùng chờ đợi xem nào. Tiếng đầu tiên này nó có ia cờ bú và nó có leng sờ keng không thì em cũng chờ đợi của mình em nha. Còn mình chơi thì lúc nào cũng gọi là cứ thế thôi anh em ạ, uy tín luôn anh em ơi. Tiếng đầu tiên gọi là uy tín luôn rồi anh em nha. Thật sự với anh em thì khi mà chơi thì thật sự từ trước đến nay thì mình chơi một con game thì mình sẽ phải xét trên dựa trên những cái yếu tố gọi là con game có ngon không, là con game này có ổn không để chơi đúng không anh em. Thì mình chơi Thiên Đường Trò Chơi này từ trước thì mình bảo là mới chơi hay là chơi ít hay là thế nào thì mình bảo anh em là chỉ có bảo anh em tham khảo qua thôi. Nhưng mà riêng như bây giờ anh em bạn thì mình chơi thì mình có thể tự tin mình nói được với anh em một điều là đấy là con Thiên Đường Trò Chơi này nó rất là uy tín anh em ạ. Tại vì cái độ nạp rút của nó cực kỳ gọi là nhanh cũng như là cầu kèo chơi khá là mượt để cho anh em gọi là theo cầu như theo kèo, cho nên là để cho anh em tham khảo thì có thể gọi là ổn anh em ạ. Hiện tầm này mình vào cái 1m8 này thì anh em cùng chờ đợi xem là mình bú không, xem là mình có được lụm không thì em cùng chờ đợi anh em nhá. Còn cứ gọi là tự tin theo cầu cũng như là theo kèo thôi anh em ạ, xem là tình hình nó sẽ như thế nào đây anh em ơi. Một củ 8 này xem là có lụm lúa không, uy tín luôn anh em ơi, vẫn cứ là ok anh em nhá, vẫn cứ là ok luôn đúng không anh em. Tại vì gọi là cái xu hướng cầu này thì nó khá là đều và đẹp mà anh em, cho nên là để mà mình theo kèo theo cầu thì khá là chuẩn và khá là uy tín. Theo cầu tầm này thì cầu sẽ là 1-1-2-2 này, thì tiếng này để mà ok nhất thì mình cứ theo cầu theo vế kia thì mình sẽ theo 2-2 thôi em nào. Tầm này thì vào cái 1m anh em ơi, tầm này thì vào cái 1m thì sẽ là bú không thì em cùng chờ đợi của mình em ạ. Còn lúc nào thì mình thế thôi, cứ phải gọi là tự tin là chiến thắng anh em nhá, cứ phải gọi là tự tin chiến thắng anh em ạ. 1082 xem là có ia cờ bú không thì anh em cùng chờ đợi cùng mình em nhé, cứ thế thôi. Còn đây là cái phương pháp đánh chuẩn chỉ nhất của mình, cái đầu tiên đấy là anh em dựa trên gọi là anh em nhìn theo cái xu hướng gọi là lịch sử phiên, sau rồi đó thì anh em đánh theo cái xu hướng cầu thì cái tỷ lệ anh em lụm được, cái tỷ lệ mà anh em hút được nó sẽ rất là cao luôn anh em ạ. 3m, 2-4-5 mình hiểu. Được phát ăn được phát thì lại gọi là lùng phát. Đi ăn thì nó cứ thế thôi anh em ơi, tự tin luôn anh em nhá. Tiếng này vào tiếng 12m vào tiếng kết luôn thì anh em cũng chờ đợi cho là phát này mình cũng bú không anh em nhá. Tự tin thì mình chiến thắng được đúng không anh em, tự tin thì mình chiến thắng được anh em nhá. Thì tiếng này 12 cũng khoai, xem là mình có được ia cậu bú không thì em cùng chờ đợi anh em nhá. Còn gọi là chơi hay là chiến đấu thì cứ thế thôi anh em ơi. Mười hai mét này xem là có lụng không anh em nhá, uy tín chưa anh em ấy. Cho nên mình bảo anh em rồi là khi chơi khi đánh thì đừng có nản một hai tay thì nó chưa nói lên được điều gì hết anh em ạ. Cho nên là mình cứ tự tin cũng như là chiến thắng thôi. Con này thì mình sẽ vào cái 5 lốp anh em ơi, cứ thế thôi. 1-2 tay nữa là đôn kèo rồi nhỉ, 1-2, 1-2 tay nữa là lại đôn kèo ngay, lại gọi là uy tín ngon cơm ngay đúng không anh em. Hoặc là chiến đấu chia sẻ với anh em một ngày thì cứ thế thôi anh em ạ. Thì anh em cùng chờ đợi xem là tay này mình có được bú anh em nhá. Phát này thì mình vào cái
gọi là 5-50 anh em ạ. Cứ thế thôi đúng không anh em, chuẩn cầu chuẩn kèo, tỷ lệ lụng là rất là cao, rất là uy tín luôn. Giờ phát này có được lụng lùa không như thế nào? Phát này thì vào cái 5-50k xem nó có IA cầu bù không thì anh em cùng chờ đợi này. Lụm không anh em ơi, lại hai con hai cầu, con này thề với anh em nó đều kinh khủng anh em ạ, đều thì nỗi mình không nghĩ là nó đều như thế luôn. Hai mét rưỡi sẽ là bù không anh em nhé. Không sao, bình tĩnh lại anh em ạ. Sáu ba năm mươi anh em nhé. Lú thế nhỉ anh em nhỉ, đánh hôm nay cũng hơi lú thật, nhưng mà ăn gọi là ăn khá là ngon đấy, chưa anh em, ăn hai tay ông mất một rồi ăn một rồi mất một, chung quy ra thì vẫn ổn như đó anh em. Thì tiếng này mình sẽ bảo cái đấy gọi là 6 cùng 3, thì anh em cùng chờ đợi xem nó gọi nhà có bù không anh em nhé. Tự tin nào anh em ơi, 6 cùng 3 xem là có IA cờ bú không anh em nhé. Ok chưa anh em, anh em thấy cái độ uy tín của mình chưa anh em, nó cứ phải gọi là đẳng cấp luôn anh em ạ, nó cứ phải gọi là nhẹ nhàng luôn anh em nhé. Thì chắc là mình cũng phải xin phép anh em là mình ngày hôm nay thì phải kết thúc đây thôi anh em ạ, gọi là cái lợi nhuận đủ rồi, cái lãi lời nó cũng ngon rồi, thì mình cũng xin phép anh em là mình đôn kèo với anh em nhé. Cảm ơn tất cả năm cho anh em và mọi người đã theo dõi hết cái video clip này của mình em nhé. Anh em mà thấy video clip này hay thì em đừng tiếc mình quả like và share và nút đăng ký em nhé, để em mình cùng yêu thương trao đổi nhau những cái gọi là động lực tích cực anh em ạ. Còn giờ thì bye bye anh em, tạm biệt tất cả anh em và mọi người anh em nhé.